Vả lại phần cúng dường cũng không nhiều, cho nên họ phải đi khất thực nhiều nhà thì họ mới đủ một ngày ăn một bữa, thì họ mới được ăn no. Họ không có tâm phân biệt. Thế nhưng sau khi Phật Pháp Đại Thừa truyền đến Trung Quốc thì đề xướng ăn chay. Người đề xướng ăn chay là Lương Võ Đế. Đây là một việc tốt. Trong truyện ký có nói, lúc vua Lương Võ Đế đọc kinh Lăng Già, đọc đến câu kinh văn Bồ Tát không nhẫn tâm ăn thịt chúng sanh. Nhà vua đọc đến câu kinh văn này rất là cảm động, thì nhà vua tự mình làm trước, tự mình nêu gương, liền ăn trường chay. Nhà vua là đại hộ pháp của Phật môn. Vì vậy trong Phật giáo thì phát khởi một cuộc vận động ăn chay. Cuộc vận động này làm được rất thành công, ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay. Người xuất gia thì hoàn toàn ăn chay, còn người tại gia ăn chay cũng không ít. Tôi cảm thấy một đời của Lương Võ Đế đã làm được một việc tốt nhất, ăn chay đích thực đã giúp cho chúng ta được khỏe mạnh sống lâu. Bố thí vô úy là một biểu hiện tốt nhất. Ngoài việc này ra còn phải tích cực đề xướng phóng sanh. Hiện nay phóng sanh chỉ là phóng sanh hướng theo một lối hình thức mà thôi. Chúng tôi đã nhìn thấy, cảm thấy có vấn đề. Trước kia tôi còn ở Đài Trung tu học, thầy Lý mỗi tuần ngày thứ tư ở thư viện Từ Hoan giảng kinh. Có người khiêng đến trước cửa thư viện một con rùa biển rất lớn. Họ hỏi chúng tôi có mua hay không. Mua để phóng sanh. Rất nhiều vị đồng tu đều thấy, bèn thưa với thầy Lý. Thì thầy Lý nói hãy mua nó để phóng sanh. Ngày hôm sau đem nó đi phóng sanh. Trải qua hai ngày thì họ lại khiêng đến hai con. Thì thầy Lý nói với mọi người rằng đừng mua nữa. Nếu mua nữa về sau mỗi ngày cũng có người đem đến. Tại vì sao? Vì quý vị không mua thì họ không đi bắt. Nếu quý vị mà mua thì họ mỗi ngày đi bắt. Đây không phải là phóng sanh mà là đã hại sanh. Cho nên phải hiểu rõ điều này. Hiện nay có những tự viện am đường lúc làm lễ pháp hội, trong pháp hội thường làm nghi thức phóng sanh, thì trong đạo tràng thông báo trước cho những nhà bán cá, bán chim biết, đặt mua trước bao nhiêu con, cho nên họ cố gắng mà đi bắt. Điều này thật là sai lầm. Tổ sư Đại Đức khai thị cho chúng ta phóng sanh bằng cách nào là mỗi ngày buổi sáng những phụ nữ nội trợ đi ra chợ búa, lúc mua thức ăn ngẫu nhiên nhìn thấy con cá nào còn sống mà mua nó phóng sanh thì tốt nhất. Nhưng nhất định phải xem nó còn sống hay không. Nếu nó còn sống thì quý vị mới mua nó. Nếu nó bị thương rất nặng, dù thả nó xuống sông nó cũng sẽ chết, thì không nên mua nó. Phải là còn sống mới được. Mua chim cũng như vậy thì mới gọi là phóng sanh. Tuyệt đối không phải thông báo trước cho họ biết, làm như vậy thì sai rồi. Chúng ta phát tâm phóng sanh, không thể thông báo trước cho họ biết, không bằng chúng ta đề xướng hộ sanh. Tập quả hộ sanh của cư sĩ Phong Tử Khải
là ông họa cho thầy của ông. Thầy của ông là Đại sư Hoằng Nhất. Hình như năm đó là ngày sinh nhật 50 tuổi của Đại sư Hoằng Nhất. Ông đã họa 50 tấm tập họa hộ sanh để chúc thọ cho thầy. Khi Đại sư Hoằng Nhất nhìn thấy rất hoan hỷ, ngài nói: mỗi năm ngày sinh nhật của ta, ngươi hãy họa cho ta mấy tấm. Hình như về sau ông đã họa hết 6 tập. Họa đến tập thứ 6, lúc đó thầy của ông 60 tuổi. Đây là nhân duyên của tập họa hộ sanh. Tập họa này rất hay, có thể khuyên dạy người không ăn thịt chúng sanh, hoặc là bất đắc dĩ khuyên người ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục tức là không phải tự mình giết, không nghe tiếng của nó bị giết, và không phải vì ta giết. Hiện nay trong siêu thị có bán rất nhiều loại thịt của súc sanh đã làm, súc vật đã làm sẵn. Những loại thịt này là tam tịnh nhục. Thật tại mà nói, nó thật tại mà nói cũng là bất đắc dĩ. Thế nhưng trong xã hội ngày nay, chúng ta cũng phải nên biết. Hiện nay phương pháp nuôi gia súc cùng với xưa kia khác nhau, đều là tập trung một nơi. Lối phương pháp nuôi này khác với xưa kia, và lại thức ăn của gia súc đều là kích thích tố, đều là vật hóa học, khiến cho những con động vật nhỏ như gà, vịt, dê, heo, dê, làm cho chúng có thể mau lớn. Cho nên nếu mà ăn những thứ thịt này, nhất định là không lành mạnh, nhất định sẽ đối với thân thể con người có hại. Chẳng những ăn thịt, mà hiện nay kể cả ăn chay cũng có vấn đề. Họ dùng phân hóa học, dùng thuốc trừ sâu, họ dùng với số lượng rất nhiều. Cho nên nhà nông tự họ không ăn. Thế như họ trồng cải, họ có dùng thuốc trừ sâu thì đem ra thị trường bán. Còn tự họ trồng để ăn thì họ trồng riêng một nơi để cho mình ăn. Những loại cải mà đem ra chợ bán thì họ tuyệt đối không ăn. Họ biết thuốc trừ sâu rất là có hại. Tuy cải xanh tươi tốt, nhưng lúc quý vị ăn chẳng có mùi vị. Chỉ cần chú tâm mà nếm thử thì biết ngay. Cho nên quý vị thấy ăn chay cũng có vấn đề. Đúng như Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ có nói, hiện nay chúng ta sống trong thời đại này là uống đắng ăn độc, quả thật là đáng sợ. Nếu muốn duy trì phước báo của chúng ta, thì Phật Pháp dạy cho chúng ta tu xả đắc. Xả là nhân tức là bố thí, đắc là quả tức phước báo. Quý vị xả càng nhiều thì quý vị được càng nhiều. Quý vị được càng nhiều cũng phải xả. Cho nên xả đắc có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là quý vị xả được, xả thì được thì có được. Quý vị xả càng nhiều thì được càng nhiều, xả ít thì được ít. Ý nghĩa thứ hai là được càng nhiều cũng phải xả, thì quý vị càng được nhiều hơn. Nói tóm lại, quý vị phải xả bỏ hết tất cả. Sau khi xả bỏ hết thì nó lại cuồn cuộn đến, giống như nước chảy vậy. Chỗ này chảy ra, chỗ kia chảy vào, giống như nước sông chảy mãi không ngừng. Lão Tổ Tông Trung Quốc chúng ta hiểu được ý nghĩa này. Tiền tài gọi là thông hóa, thông giống như nước vậy, nó lưu thông, cuồn cuộn không ngừng mà chảy vào, cũng cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra. Nước là phải lưu thông, không thể chặn lại, không thể chặn nó lại. Nếu chặn nó lại, tức là quý vị có tiền tài mà không chịu bố thí, thì quý vị vĩnh viễn chỉ có bấy nhiêu đó thôi, vả lại tiền tài sẽ mất đi. Cho nên phải biết bố thí. Người Trung Quốc chúng ta
nhà nhà đều thờ thần tài. Hiện nay có rất nhiều người thờ Quan Công, cho là thờ thần tài. Họ đã thờ sai rồi. Quan Công là có nghĩa Ngài suốt đời là một vị tướng trung nghĩa, nhưng Ngài không có phát tài. Họ thờ Ngài, Ngài không bao giờ giúp cho họ phát tài. Xưa kia ở Trung Quốc thờ thần tài là ai vậy? Là phạm lãi. Phạm Lãi mới thật sự là thần tài. Ông Phạm Lãi sanh trong thời đại Xuân Thu. Ông là người nước Việt, tức là tỉnh Triết Giang ngày nay. Nước Việt đã bị nước Ngô diệt. Nước Ngô tức là tỉnh Giang Tô ngày nay. Ngô Vương Phu Sai đã diệt nước Việt. Cho nên Phạm Lãi và Văn Chủng giúp cho Việt Vương Câu Tiễn khôi phục lại nước Việt. Trong lịch sử có ghi chép sự tích này. Phục hưng quốc gia không phải là chuyện dễ. Phục hưng còn khó hơn xây dựng đất nước. Đây là một sự tích trong thời cổ đại. Sau khi nước Việt được khôi phục thì đánh bại nước Ngô. Phạm Lãi biết con người của Câu Tiễn có thể cùng hoạn nạn, không thể cùng phú quý. Cho nên ông nói với Văn Chủng hãy mau rời khỏi. Nhưng Văn Chủng không tin. Kết quả Văn Chủng bị Câu Tiễn giết chết. Phạm Lãi rất thông minh. Ông bỏ trốn thay đổi tên họ. Sau khi trốn thoát, ông dẫn theo Tây Thi. Tây Thi là vợ của ông. Ông dẫn theo Tây Thi làm nghề buôn bán. Từ buôn bán nhỏ bắt đầu làm. Mấy năm sau, ông phát đại tài. Sau khi ông phát tài, ông lại đem nó bố thí hết để cứu tế những người bần cùng khốn khổ. Rồi sau đó ông lại làm nghề buôn bán nhỏ. Hình như 3 năm sau ông lại phát tài. Phát được rất mau. Sau khi phát tài ông lại bố thí. Ông suốt một đời tam tụ tam tán, tức là 3 lần phát tài 3 lần bố thí. Ông rất biết tán tài. Cho nên người Trung Quốc thờ ông làm thần tài. Rất đúng. Ông nói với mọi người rằng sau khi tài đã tụ thì nhất định phải tán. Sau khi tán rồi thì nó rất mau sẽ tụ lại. Ông nói rất đúng. Trong Phật Pháp, điều kiện nhất chính là tụ tài. Quý vị nghĩ xem, trong thế gian này hãy còn có rất nhiều người không có cơm ăn, không có áo mặc, không có nhà ở. Này chúng ta có khả năng ăn được no, mặc được ấm, có một căn nhà nhỏ để che nắng, che mưa thì đủ rồi. Còn dư thì phải giúp cho những người, giúp cho những chúng sanh khổ nạn. Phật Bồ Tát cũng đã thị hiện cho chúng ta thấy. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài suốt đời không có xây dựng đạo tràng. Ngài suốt đời chuyên tâm giảng dạy. Cho nên dùng lời hiện nay của chúng ta mà nói, chức nghiệp của Ngài là giáo sư. Ngài là một vị giáo sư mô phạm.
Nam